Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của siêu hình học. Siêu hình học trong thuật ngữ đơn giản là gì? Bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp meta, phi cả, cho những thứ thuộc về tự nhiên, đề cập đến một ý tưởng, học thuyết, thực tế, đặt bên ngoài nhận thức cảm tính của con người. Theo thuật ngữ triết học hiện đại, siêu hình học đề cập đến việc nghiên cứu những gì không thể đạt được thông qua các nghiên cứu, các khách quan về thực tại, vật chất. Siêu hình học và ví dụ là gì? Định nghĩa của siêu hình học là một lĩnh vực triết học thường tập trung vào việc thực hiện thực tại và vũ trụ bắt đầu như thế nào. Một ví dụ về siêu hình học là nghiên cứu về Chúa so với lý thuyết vụ nổ lớn. Siêu hình học có tin vào Chúa không? Ý tưởng về Thượng Đế được tuyên bố rằng có Thượng Đế đặt ra những câu hỏi siêu hình về bản chất của thực tại và tồn tại. Nói chung, có thể nói rằng không có một khái niệm về Thượng Đế mà có thể rất nhiều, nhưng cả giữa các truyền thống độc thân. Thượng Đế trong siêu hình học là gì? Siêu hình học của Thượng Đế. Thượng Đế là một vật chất vĩnh cửu vô hạn. Lý do cuối cùng của sự vật phải nằm một chất cần thiết, trong đó sự khác biệt của những thay đổi chỉ tồn tại nổi bật ngay trong nguồn gốc của chúng. Và đây là cái mà chúng ta gọi là Chúa. Những vấn đề cơ bản trong siêu hình học là gì? Các vấn đề tiêu biểu bao gồm tính siêu việt, bản thể, sự tồn tại trong các chiều kích cá nhân và động cộng đồng của nó, quan hệ nhân quả, quan hệ loại suy, mục đích, khả năng của siêu hình học và các mối quan hệ của siêu hình học với các ngành khác. Tôn giáo có phải là siêu hình học không? Khái niệm cuối cùng của siêu hình học đang tồn tại, trong khi khái niệm mệnh đề là nguyên lý của mâu thuẫn. Siêu hình học không phải là tôn giáo, bởi vì tôn giáo liên quan đến hành động của đức tin. Đức tin hướng dẫn lý trí. Trong trường hợp siêu hình học, nó giới hạn tính xác thực của nó chỉ dựa trên lý trí. Bạn có thể nghiên cứu siêu hình học không? Tham gia các khoa học của siêu hình học. Có nhiều học viện cung cấp các khóa học về khoa học siêu hình, như Đại học Khoa học siêu hình. Những loại khóa học sẽ cho phép bạn để nghiên cứu siêu hình học với sự giúp đỡ của các chuyên gia được đào tạo, sẽ hướng dẫn bạn trong cuộc hành trình của bạn đối với sự hiểu biết. Điều gì làm cho một cái gì đó có thật trong siêu hình học? Theo truyền thống, siêu hình học đề cập đến nhánh triết học, cố gắng tìm hiểu bản chất cơ bản của tất cả thực tại, dù hữu hình hay vô hình. Nhưng người theo chủ nghĩa nhị nguyên nói rằng tâm trí và vật chất đều có thật như nhau, trong khi những người theo chủ nghĩa trung lập cho rằng một thực tại trung lập có thể xuất hiện dưới dạng tâm trí hoặc vật chất. Vai trò của phép siêu hình học trong triết học là gì? Siêu hình học là nhánh triết học liên quan đến bản chất tồn tại, bản chất và thế giới. Có thể cho rằng siêu hình học là nền tảng của triết học. Aristotle gọi nó là triết học đầu tiên, hoặc đôi khi chỉ là trí tuệ, vì nói rằng nó là chủ đề liên quan đến nguyên nhân đầu tiên và nguyên lý của sự vật. Tại sao chúng ta cần nghiên cứu siêu hình học? Tại sao siêu hình học lại quan trọng? Siêu hình học là nền tảng của triết học. Nếu không có lời giải thích hay cách hiểu về thế giới xung quanh, chúng ta sẽ bất lực trong việc đối mặt với thực tế. Chúng ta không thể tự kiếm ăn hay hành động để bảo toàn mạng sống của mình. Tình yêu có phải là một sự siêu hình không? Tình yêu lãng mạn được gọi là tình trạng siêu hình, và đạo đức cao hơn sự hấp dẫn về tình dục hoặc thể xác. Ý tưởng về tình dục lãng mạn ban đầu bắt nguồn từ truyền thống Plato, rằng tình yêu là khát vọng về cái đẹp, một giá trị vượt qua những đặc thù của cơ thể vật chất. Siêu hình học được ứng dụng như thế nào trong giáo dục?
siêu hình học cung cấp cơ sở cho tư tưởng giáo dục bằng cách thiết lập tri thức, chân lý và giá trị như những thực tại bản thể, học và bản chất của nó phải được hiểu để hiểu vị trí của nó trong các vấn đề giáo dục. Siêu hình học liên quan đến cuộc sống hàng ngày như thế nào? Nói chung, quá trình phân công siêu hình được sử dụng để thể hiện sự tồn tại hoặc bản sắc. Chúng ta gán tên và ý nghĩa cho những thứ đang tồn tại. Các siêu hình quá trình biểu hiện được sử dụng để thể hiện những gì đang xảy ra hoặc đang diễn ra, trong khi quá trình ngăn chặn được sử dụng để thể hiện sự kiểm soát hoặc đặt hàng. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.